Hôm nay chúng ta quay lại với TTG nha. Và hôm vừa rồi thì mình cũng gần như là đã kết thúc được cái báo cáo chính rồi, đúng không? Và chúng ta cũng đã đến nốt được cái phần liên quan đến kế hoạch kinh doanh của công ty, đúng không? Nhìn chung thì nó vẫn tương đối và gọi là dễ phỏng đoán. Và đến giờ phút này thì chắc khả năng là chưa có báo cáo chính quý 4 rồi, đúng không? Bởi vì lúc nãy hình như mình cũng có lướt qua lướt lại chút thì hình như là vẫn chưa có, đúng không? Đây, mình quay lại lần nữa xem là có lần này có chưa. Chưa có nha. Và cũng trong cái buổi hôm trước thì chúng ta cũng biết là thông thường thì biên độ của công ty ở khoảng tầm 13 đến khoảng 14%. Và chi phí lớn nhất chính là chi phí liên quan đến quản lý doanh nghiệp, đúng không? Tức là lượng. Và thứ hai là chi phí vay, đúng không? Chi phí tài chính. Và một trong những cái điểm sáng lớn nhất của năm 2023 thì chính là việc là công ty vẫn duy trì được cái doanh thu tương đối tốt, đúng không? Và theo ghi nhận thì về doanh thu, đúng không? Cả năm 2023 thì lớn hơn 2022 một chút, đúng không? Rất là đáng kể, đúng không? Trong bối cảnh thì hầu như là rất nhiều doanh nghiệp nó đa phần là mình thấy sụt giảm, đúng không? Và cái khó khăn cuối cùng là là các cái đơn hàng ấy họ buộc phải giảm giá, cho nên là bên đã gộp đã bị giảm xuống, đúng không? Và mình thấy năm trước là khoảng 14,75 thì đến đây là chỉ còn 13,3 thôi, và cái này góp phần làm cho lợi nhuận thì giảm. Đây chính vấn đề là như vậy. Và ở đây thì mình thử ngó nghiêng qua một chút cái lưu chuyển tiền tệ thôi trước khi chúng ta điểm cho thông tin. Hy vọng hôm nay nếu mà chúng ta xong sớm thì có thể xong kết thúc sớm được TG, và để chúng ta chuyển sang đánh giá nhanh một số các cái mã đang rất là hot gần đây, đúng không? Liên quan đến lĩnh vực là chứng khoán và ngân hàng. Vâng, này đúng rồi. Khách hàng lớn lượng đơn giá giảm thôi so với cùng kỳ 2022. Như chỉ nó cũng này đảm bảo. Giờ rồi đúng không? Nó bị ảnh hưởng. Và mình xem thử lưu chuyển tiền tệ nhá. Và xem tắt thôi. Ồ, đây là lưu chuyển trực tiếp. Và cái này thường rất là khó xem. Cái phần đầu tư với phần tài chính thì giống cái kia, đúng không? Phần kinh doanh thì lại không giống. Vào năm 2022 9 tháng này đầu tư vào khoảng 126 tỷ. Năm 23 đầu tư 101 tỷ, đúng không? Gần như lúc nào cũng xuống tiền liên tục để mở rộng nhà máy. Và đây là gửi lại ngân hàng, đúng không? Đây là đáo hạn tiền gửi. Và nôm na ở đây là lúc đáo hạn thì ông ấy chỉ gửi lại một phần thôi, và ông rút bớt ra khoảng 126 tỷ. Và đấy là hình giá như vậy. Phía vay rồi, và ông có thu tiền nữa 42 tỷ. Và không biết là từ đâu ra 42 tỷ hay là phí nhánh công ty con. Đồng thời thì giả ngược lại ngân hàng là cũng thu đi vay thêm chứ, đúng không? Bên này là thu lại, như vậy là cả hai đầu là phải khoảng 300 rồi. Vâng. Tiền bằng chỗ này lại họ tách ra tiền chi trả nội hạn, nhưng mà cái này gần như cân rồi, vì đây trên dương trăm rưỡi, dưới là âm 137, gần như là cái hoạt động vay là gần như cân. Như vậy chỉ có hoạt động lúc đáo hạn tiền gửi thì không gửi lại nốt mà là giữ lại phần, đúng không? Hơn trăm. Và cổ tức ở đây là 42 tỷ, và chắc là cổ tức thì mà là cái rồi. Và như vậy hoạt động cũng không có gì quá đặc biệt cả. Tất nhiên là chúng ta không nhìn được kinh doanh. Và mình thực ra là phần lớn thị trường đang như thế, là người ta quen nhìn lưu chuyển gián tiếp hơn, đúng không? Mình thử kiểm tra giữa kỳ kiểm toán họ lập được như nào. Và đúng rồi, lập gián tiếp rồi. Và tài sản cố định được 106, đúng không? Như vậy cả năm khoảng 200 mà rất lớn. Bị âm tiền 48 tỷ,
trong đó ba khoản lưu động rất quan trọng là phải thu phải trả và hàng tồn kho. Âm 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 chứ âm phải thu và để cho khách hàng nợ thêm, đúng không? Như vậy nguồn gốc của cái việc bị âm tiền trong lưu chuyển kinh doanh là do để cho khách hàng nợ thêm, và cũng có thể do liên quan đến chu kỳ thời điểm lấy hàng. Dù sao thì âm không lớn lắm, đúng không? Chúng ta có thể gọi là tạm chấp nhận được. Bên phía lưu chuyển đầu tư vào 300 tỷ. Vâng, và đấy thời điểm 6 tháng. Vâng, rất lớn, nhưng mà nó có vẻ khác khác với bên này. Bên này lúc 9 tháng mà ghi không chặt, và không biết có vấn đề gì không. Và bên bên vay thì hình dung được rồi. Và báo cáo lưu chuyển gián tiếp trực tiếp cả bên đầu tư hình như có vẻ rất khác. Được rồi, đúng không? Chúng ta ghi nhận là như vậy. Như vậy là nếu theo cái báo cáo lưu chuyển gián tiếp này thì mình thấy họ đã số tiền liên tục, và bên kinh doanh thì không phải xấu, còn bên đầu tư thì họ tăng tài sản cố định liên tục, đúng không? Và chúng ta thử kiểm tra cái này xem nha. Vâng, tăng rất nhanh, và chúng ta thử xem nào. Đúng rồi, ở chỗ kia ít nhất 2.900, nó lên đến 3.300 rồi. Bên phía vô hình thì 47 cũng lên được hơn 100 nữa. Như vậy tính ra cả hai đầu lại phải lên được đến khoảng 500 thời điểm 9 tháng, đúng không? Như vậy là 6 tháng 300 là đúng rồi. Và như vậy cái bên kiểm toán họ lập có vẻ rất là sát. Và coi thấy cái cách mà TLG đang thực hiện là họ dồn rất nhiều vào đầu tư tài sản cố định. Rất nhiều, đúng không? Có một cái may rất lớn là mình thấy dòng tiền kinh doanh nó không bị âm quá nhiều. Thậm chí nếu khoản phải thu này quản lý tốt thì thậm chí là cái này thực ra là đang dương. Vâng, như vậy là cũng tạm được. Còn tất nhiên ở đây một khi đã thiếu tiền thì chắc chắn là phải vay ngân hàng rồi. Thế tại sao trong khu này dương, đúng không? Vay thêm ngân hàng. Rồi. Dù sao thì cũng hình dung được sự việc, nguyên nhân là vì công ty luôn luôn sử dụng đòn bẩy tài chính rất là lớn, đúng không? Để chúng ta mới dẫn đến hiện tượng như vậy. Nhưng mà ít nhất là kết quả kinh doanh thì mình thấy cũng là tạm ổn, đúng không? So với ngành là khá ok, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra các cái thông tin gần đây, đúng không? Xem thực sự là còn những cái gì. Và lúc nãy thì tranh thủ thì cũng có đa đưa một tí thông tin công ty, trang web công ty, nhưng mà thực ra là rất ít thông tin, đúng không? Mình nghĩ là không xem được. Và chúng ta thử xem như nào nhá. Thông tin một năm này là có thể chốt được ngay. Và cái bạn với bệnh linh này có vẻ thấy suốt ngày bạn rồi đăng ký bán 3.3 triệu, giờ cuối cùng chỉ bán được có 1.7 triệu. Vâng, đây rồi, mối quan hệ, đúng không? Thảo nào thấy nhiều cầm nhiều cổ thế. Vâng, đây là con Thảo nào. Nhưng trong tất cả các báo thường niên ấy thì mình đọc thì không thấy ghi, và rất khó hiểu. Vâng, kể cả trong báo cáo quản trị, đúng không? Mình đọc qua là mình cũng không thấy nêu về mối quan hệ này. Như vậy đây là con ông Nguyễn Văn Thời. Vâng, con chủ tịch đấy, thằng nào rất trẻ, đúng không? Học ở Mỹ về rồi được sắp xếp cho làm tổng đốc TLG Land. Không hiểu là bạn Nguyễn Đức Mạnh này có liên quan đồng thời không, có phải là gia đình gì không rồi. Và đây là cơ cấu doanh thu, đúng không? Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ là 53%. Và cái này thì họ tóm tắt về TLG thôi, đúng không?
không có gì cả, như vậy là chúng ta có thể tạm để qua. Wow. Chúng ta thử xem hai vụ tình hình liên quan đến trái phiếu đúng không? Vốn huy động được 150 tỷ. Vâng. Như vậy là vừa báo cáo ngày mùng 10 tháng 1 của năm 2024. Vâng, mục đích của cái vụ trái phiếu thì chắc là dài rồi. Vay ngân hàng thì chắc là vay ngắn. Tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện chương trình dự án đầu tư, cụ thể là bổ sung vốn để đầu tư vào dự án cụm công nghiệp Sơn Cầm 1. Vâng. Như vậy là vay trái phiếu. Vâng. Để đầu tư dài vào cụm công nghiệp Sơn Cầm 1. Và mới hôm qua có tin là Hà Đô đúng không? Là một công ty liên quan đến bất động sản điện cũng đang chuẩn bị nhảy vào cụm công nghiệp đúng không? Ở đây thì TLG đúng không? Cũng đã bắt đầu nhảy vào cái này. Và mã này rồi đúng không? Như vậy là báo cáo về tình hình thanh toán gốc trái phiếu và chúng ta cứ xem thôi, xem có những vấn đề gì. Cái này là mình đoán ở bên cái web của Sở Hà Nội của Cbon đúng không? Cbon là họ có nói về cái này, khả năng là vì đây vừa nên biết cả bên cổ đến trái nên phải công bố ra. Cái này khả năng là ở bên trái. Và vẫn hết sức tốt đẹp đúng không? Số tiền cần phải thanh toán và số tiền đã thanh toán đúng không? Như vậy là ok rồi. Và ngày mùng 2 tháng 10 đúng không? Vậy là đã xuôi đúng không? Hình như là chuẩn bị tái khởi động đợt một đợt đợt phát hành mới. Rồi, rồi chúng ta thử xem nào. Và vẫn cái bạn kia thôi, con chủ tịch. Bây giờ phụ trách bên bất động sản 3 triệu 3 thì bán được triệu triệu 6 đúng không? Và bỏ qua. Và liên quan đến cổ tức. Và không có gì mới rồi. Giải thể cái công ty cái ông không thể làm gôn được vì xa nghề quá. Và giá thành cả năm đúng không? Như vậy là không ai muốn làm nữa rồi, giải thể. Đây là đăng ký nhận cổ tức rồi và chúng ta sẽ xem như nào nhá. Về vụ chốt cổ tức rồi, không có gì rồi, họ gửi cho bên VD thôi, là chủ đạo thôi đúng không? Tổng công ty lưu ký và bộ chứng khoán Việt Nam. Đây là nghị quyết về cổ tức rồi, đúng rồi, cũng không có gì đúng không? Gần như chắc là 5 trên 5 luôn. Và vụ cổ tức này chắc không có gì rồi, chúng ta chỉ xem như nào. Ước kết quả kinh doanh. Và này thì người vừa tắt rồi, có một chút TLG này đúng không? Và đây chỉ doanh thu thôi, wow, không có gì rồi. Và trong công ty này thì bạn Nguyễn Minh Linh đã đăng ký bán 3 triệu 3 wow, nhưng mà bán được triệu 6. Nói chung trong cái tình trạng này thì chắc là rồi lúc đấy bạn này bạn sẽ bán hết thôi. Wow. TLG Land vi phạm thuế này, nghị quyết về việc đăng ký trả bán trả biến ra công chúng, báo cáo là 9 tháng 11 hôm nọ mình xem rồi nhé.
Vâng, đây chơi cổ đông nước ngoài rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đến với tin đầu tháng 12. Vâng. Vâng, đây tên là Glenn. Và cuối cùng hiện nay thì TLGN đang TLG đang cầm khoảng 51%, 5,7. Cái phần còn lại khả năng cao chắc liên quan đến nhóm gia đình chủ tịch đúng không? Cái bạn Linh đấy. Chắc bán ra để có vào đây rồi. Vào đây này. Ông thôi vẫn là chủ tịch bên này. Vi phạm về thuế. Chúng ta thử kiểm tra xem là cái gì. Nộp thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. Và bị phạt là 12 triệu do chậm nộp thuế. Và không lớn. Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Wow, khả năng lại tài trợ cho cái vụ kia rồi. Đây này. Wow, như vậy là vâng, MBS là đơn vị môi giới trong trường này. Vâng, rất nhiều thứ. Và chắc tư vấn chào bán nữa. Và chúng ta kiểm tra sang tiếp xem như nào. Và có 5 người thôi, chắc là dễ, rất dễ thống nhất. Lúc trước còn 9 người cơ. Và không thể ghi mục đích ở đây. Và nếu ai nhiều thời gian thì có thể vào xem các cái bản kế hoạch liên quan đến những vụ như này thì sẽ nhiều hơn tư duy một chút. Rồi, như vậy chúng ta đến đây. Và đúng rồi, năm rồi điểm sáng nhất của TG chính là doanh thu đúng không? Họ vẫn đạt được yêu cầu doanh thu. Có lợi nhuận thì chắc chắn nó không đạt rồi. Và tăng 4%. Và rất nhiều nhãn hàng. Và tôi rất nhiều đúng không? Ví dụ Gin và GMC là đều mình thấy đều năm rồi đều rất là kém, gần như là không có đơn hàng. TG thì vẫn giữ được doanh thu. Và bổ nhiệm cái chị này liên quan đến người có 4 tin mà cũng không có gì. Đây rồi. Nhóm cổ đông nội bộ. Shinhan Bank đúng không? Họ là người công bố thông tin, còn nhóm của nhà đầu tư dài. Muốn là Shinhan Bank luôn. Như vậy là gần như là ngân hàng lưu ký rồi. À đây rồi. Đây là khả năng là nhóm quỹ của Fide rồi, đúng không? Cũng có một công ty quản lý liên quan đến cái tên này đúng không? Giấy phép cho Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp. Vâng. Rất nhiều quỹ cuối cùng họ cũng cộng đến 5%. Trong này khả năng ngân hàng lưu ký là Shinhan Bank rồi. Và như vậy là cổ đông Hàn Quốc đã
Anh có đúng đúng. Vào đây bạn Linh đây. Và nói đến chuyện giao dịch thì chúng ta cùng kiểm tra lại các cái khối ngoại gần đây. Và công lên ngày bán vào tại ngày 16. Còn phần lớn là mua, tuy nhiên từ đầu tháng có một phiên bán rất mạnh vào ngày mùng 2. Như vậy là tính tổng ra là cũng khoảng hơn 500 ngàn rồi. Như vậy tính ra tháng 1 này vẫn là bán ròng chứ không phải là mua. Chúng ta lùi hôm trước. Cũng có 2-3 phiên mua. Và tháng này thì chắc là mua rồi. Tháng này thì gần như là bán rồi. Mình nhìn bán mấy phiên 1-200 nghìn rất nhiều. Và chủ đạo là bán. Có thể so với xa xưa nữa, như là đầu năm 23 đúng không, lúc cái giá rất tốt thì chắc lúc ấy là mua, lúc có 10 thôi, đúng rồi, có 8 thôi, 7, sau đó thì bây giờ thì đang cầm 18. Và bạn này bán thì từ lâu rồi. Vâng, như vậy là AMC đúng không? Theo như ghi nhận đây là AMC cũng đã thành cổ đông lớn. Và cổ đông lớn nó bắt đầu từ ngày 31 tháng 10, lúc ấy là 6%. Như vậy là có hai cổ đông lớn. Như vậy năm vừa rồi doanh thu thì ok nhưng mà giá thì lại bị giảm. Vẫn đăng ký bán. Và không hiểu sao lại lặp nhiều tin như vậy. Chắc mình chỉ đọc một thôi. Trước đấy ở đợt này bạn cũng đăng ký bán nhưng chắc là không bán được rồi. Giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty con. Đúng rồi, đây đây đây. Và đây là vụ chuyển nhượng. Chấp nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở thương mại tại TG Villa cho công ty TG Land. Như vậy là đến giờ thì TG chỉ cầm còn 51,7% TG Land. Và toàn bộ cái dự án kia thì được đẩy ngược sang công ty con. Đấy. Và như vậy chúng ta sẽ ghi nhận lại là chuyển nhượng nội bộ. Và cũng rất nhiều thông tin đúng không? Như đại khái là cái dự án này được sút ngược xuống công ty con. Và ai cần chí thì đọc vào đây. Tất cả các bên đều đã ký đúng không? Đây đây đây, đây. Giảm liên tục luôn. 68 về năm mấy lại về còn 51. Và như vậy là khả năng mà tăng vốn điều lệ bằng cách là tăng vốn điều lệ của con. Và như vậy khả năng cái phần vốn của bên TLG họ không góp thêm mà chỉ có cổ đông góp tiếp thôi. Khả năng chính là mấy có thể là bạn Linh kia. Rồi, bạn